giới thiệu, cô là Phạm Thị Liên, giáo viên của trường tiểu học Cao Hoàng 1. Hôm nay chúng ta lại tiếp học tục gặp nhau các em nhỉ. Và trong thời gian qua thì mặc dù là chúng ta phải ở nhà không đến lớp học cùng với các bạn và cô giáo được, nhưng mà cái việc học của các em cũng không bị gián đoạn nhờ có những tiết học như thế này. Và cô hy vọng là các em sẽ tiếp tục tham gia đầy đủ các tiết học của cô giáo nhé. Và ngày hôm nay cô sẽ cùng các em tiếp tục ôn tập và củng cố lại một số kiến thức các em đã học để bổ sung vào trong cái nguồn kiến thức mà các em đã được tiếp thu từ trước khi mà các em đang còn cùng cô và các bạn học trên lớp. Bài tập của chúng ta hôm nay đấy là sẽ là bài ôn tập về bảng nhân năm. Cô giáo mời các em cùng lấy vở, bút và giấy nháp ra để chúng ta cùng thực hiện tiết học cùng với cô nhé. Mời cả lớp chúng ta quan sát nào. Cô có bài tập sau đây là bài tập số 1. Chúng ta quan sát trên bảng để nắm yêu cầu bài cho cô nhé. Tính tiếp theo ở đây là các con quan sát cho cô là ở
đó là 40 cộng với 5 thì bằng 45. Tương tự như vậy, các con sẽ có ngay kết quả của phép tính 5 x 10 bằng 50. Và đặc biệt, các con thấy ở đây là trong phép tính 5 x 10 là một phép tính rất là dễ nhớ và hầu như là dễ nhớ nhất trong bảng nhân 5. Đúng không ạ? À, chúng ta đã thực hiện được bài tập số 1, đấy là vận dụng bảng nhân 5 để chúng ta tính nhẩm. Thì cô giáo mời các em cùng đọc lại tất cả các phép tính ở trên bảng cho cô nào. 5 x 2 bằng 10, 5 x 4 bằng 20, 5 x 6 bằng 30, 5 x 3 bằng 15, 5 x 5 bằng 25, 5 x 7 bằng 35, 5 x 8 bằng 40, 5 x 9 bằng 45, 5 x 10 bằng 50. À, ở đây các em đã thực hiện cùng với cô được bài tập số 1 là bài tính nhẩm. Và đọc các cái kết quả của các phép tính này thì chúng ta thấy là chúng ta rất dễ ghi nhớ, đúng không nhỉ? Bài tập số 1 chúng ta đã cùng hoàn thành rồi đấy. Vậy thì cô mời chúng ta sẽ quan sát thêm cho cô xem là sau đây chúng ta sẽ có gì nào. Cô sẽ cùng các em tiếp theo đến bài tập số 2. Cô giáo mời các em quan sát nào. Xem là bài tập số 2 chúng ta có gì nhé. Chúng ta quan sát mẫu với cô nào. Ở đây chúng ta thấy này, 5 x 6 trừ 15 bằng 30 trừ 15 bằng 15. Vậy thì các con có biết được là ở bên vế bên này thì là 30 là từ đâu ra không nhỉ? À, chúng ta sẽ phát hiện ra một cách rất là nhanh, đấy là 30 là kết quả của 5 x 6. Vậy thì nhìn vào mẫu này thì chúng ta sẽ biết được là chúng ta sẽ thực hiện phép nhân trước, phép trừ sau. Và tức là ở đây các con hiểu nôm na cho cô đấy là phép tính viết trước thì chúng ta sẽ thực hiện trước, còn phép tính viết sau thì chúng ta sẽ thực hiện sau. Chúng ta rõ chưa nhờ? Vậy thì nắm được mẫu rồi thì cô mời các con cùng làm cho cô các bài tập sau đây nhé. Cô giáo sẽ có 3 bài tập. Ý A, cô giáo mời chúng ta cùng quan sát và nghe cô giáo đọc nào. 5 nhân 8 trừ 20 bằng. Ý tiếp theo. Ý B là 5 nhân 7 trừ 16 bằng. Và ý C cô giáo sẽ có là 5 nhân 9 trừ 45 bằng. Các em quan sát trên bảng và nắm lại bài tập cho cô nhé. Nghe cô giáo đọc lại để các em ghi nhớ nào. 5 nhân với 8 trừ 20, đấy là ý A. Còn ý B là 5 nhân 7 trừ 16. Và ý C là 5 nhân 9 trừ 45. Chúng ta sẽ cùng thực hiện bài tập nhé. Vừa quan sát trên bảng vừa thực hiện bài tập với cô nhé. Tương tự mẫu thì chúng ta sẽ lấy 5 x 8, chúng ta sẽ có kết quả là bằng 40. Và chúng ta lấy 40 trừ đi 20. Và 40 trừ đi 20 thì quan sát đây thì các em thấy ở đây là số chồng chục trừ đi số chồng chục, đúng nhỉ? Thì chúng ta sẽ tính nhẩm bằng cách là lấy 40 trừ đi 20 thì bằng 20. 20 chúng ta biết
45. Và 45 trừ 45 thì số bị trừ bằng số trừ thì kết quả phép tính trừ này bằng 0. Đấy là bài tập số 2. Vậy thì ở bài tập số 2 chúng ta đã được vận dụng bảng nhân 5 để tính giá trị của các biểu thức mà cô giáo đưa ra, và các con thực hiện theo đúng theo mẫu thì các con sẽ làm được tốt cái bài tập này. Vậy thì qua hai bài tập này, cô đã cùng với các con ôn tập lại các kiến thức mà liên quan đến bảng nhân 5, đúng không nhỉ? Và chúng ta đã thực hiện được rất nhiều các cái yêu cầu của cô giáo đưa ra. Vậy thì về ở nhà các em phải tiếp tục dựa vào bài tập 1, chúng ta sẽ sắp xếp lại cho cô các phép tính ở bài tập 1 theo thứ tự bảng nhân 5. Và các con lưu ý cho cô là sẽ còn một phép tính nữa đang còn thiếu, các con cố tìm ra để hoàn thiện nhé. Và khi được hoàn thiện bảng nhân 5 rồi thì các con lại học thật thuộc cho cô. Có một số bạn thì học thuộc rồi, nhưng mà có một số bạn thì chúng ta học chưa được thuộc lắm thì chúng ta sẽ học để thuộc cho kỹ hơn nhé. Và bài tập số 2 là bài tập tính theo mẫu, thì cũng dựa vào bài tập này các con làm cho cô bài tập sau đây. Cô giáo sẽ giao cho các con bài tập ở nhà. Bài tập ở nhà của các con sẽ có nội dung như thế này. Mời các con quan sát cô giáo ghi trên bảng, nghe cô giáo nói và ghi vào vở cẩn thận để chúng ta làm bài cho đúng nào. Bài tập của chúng ta là bài tính theo mẫu, và chúng ta sẽ dựa vào mẫu của bài tập số 2 để chúng ta làm nhé. Cô giáo sẽ có 3 ý của bài tập này. Đấy là ý A là 5 nhân 8 trừ đi 25 bằng. Ý B là 5 nhân lấy 10 trừ đi 30 bằng. Và ý C sẽ là 5 nhân với 9 tiết học sau. Và cô mong là tiết học sau các em cũng tham gia nhiệt tình tiết học của cô nhé. Xin chào các em.